Sáng nay, tại khu vực chuyên kinh doanh hoa vải cây cảnh trên đường Tháp 10, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ cháy lớn thiêu rụi hai cửa hàng. Thời điểm trên, người dân phát hiện lửa bùng phát từ khu vực kho chứa hàng của tiệm hoa vải Phước Phát. Người dân xung quanh đã huy động nhiều bình chữa cháy lao vào dập lửa nhưng không thành do lửa bén quá nhanh. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 6 huy động 5 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khi lửa đã cháy lan ra xung quanh. Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ thì ngọn lửa mới được khống chế. Bước đầu nguyên nhân vụ cháy được xác định có thể do chập điện.